Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024, hôm qua đoàn công tác của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Quán đã đến thăm các cơ sở Phật giáo gồm chùa Phước Lộc, Tịnh Thất, Pháp Thành, Hoa Nghiêm Thiền Tự, chùa Long Hoa tại xã Ngọc Định và Thiền viện Trúc Lâm Đông Giác tại xã Phú Ngọc. Tại những nơi đến, đoàn đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến các chức sắc tăng ni Phật tử, đồng thời đánh giá cao sự chung tay góp sức của các đơn vị trong việc tuyên truyền vận động Phật tử chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như vận động các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí trao tặng quà cho bà con nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, lãnh đạo huyện cũng đã gửi lời chúc mừng đến các chức sắc tăng ni Phật tử, sức khỏe, đón mừng đại lễ Phật đản vui tươi, an lạc.